nghẹn ngào hình ảnh con trai út Lê Dương Bảo Lâm quỳ lạy trước linh cữu bà ngoại. Hình ảnh Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tối ngày 23 tháng 10, Lê Dương Bảo Lâm buồn bã thông báo mẹ vợ là bà Kim Thủy đã qua đời, hưởng dương ở tuổi 56. Do vướng lịch trình đi quay, nam danh hài không thể về để nhìn mặt mẹ vợ lần cuối. Mọi việc trong tang lễ đều do Quỳnh Quỳnh, bà xã Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận. Cho đến mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ lại những khoảnh khắc lúc sinh thời của mẹ vợ bên cạnh bé Cu Phin, con trai út của nam danh hài. Theo đó, bà đã liên tục vỗ vai, căn dặn đủ điều với nhóc tì. Dù mới chỉ hơn một tuổi, thế nhưng bé Cu Phin vô cùng chăm chú, lắng nghe những lời mà bà ngoại nói. Cuối đoạn clip, Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chia sẻ đoạn clip con trai út ngồi ngay ngắn, liên tục chắp tay để lạy trước linh cữu người bà quá cố. Phía dưới phần bình luận, người hâm mộ liên tục gửi lời động viên, an ủi hy vọng gia đình của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh sớm vượt qua biến cố mất mát. Trước đó, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ tâm nguyện cuối đời của mẹ vợ chính là mong muốn có một căn nhà rộng rãi, có cây cối và hồ bơi để có thể vui chơi cùng các con. Thế nhưng, chỉ còn 2 tháng nữa ngôi nhà sẽ được hoàn thành, thế nhưng bà lại không đợi được tới ngày đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.